Các bạn ơi! Các bạn có vui không? Các bạn có thích không? Các bạn có rét không? Các bạn đã muốn về chưa? Thế thì các bạn vỗ tay đi! Âm nhạc nào! Bạn này đi xuống. Xưa kia kinh đô Ban Đa có một chàng trai đang yêu gọi tên. Tan nhạc. Chào các bạn. Các bạn không chào tớ à? Chào các bạn. Các bạn có biết anh Alibaba không? Bài này các bạn biết không? Khi nào anh hát đến anh Alibaba thì các em chỉ việc. Đúng rồi, đừng có ai Ali 22 là được. Nhớ phải là Alibaba chứ không phải Ababali nhá. Âm nhạc. Thực hiện những điều bắt chặt là một chàng trai đáng yêu gọi tên. Anh ta luôn luôn vui tươi mời mọi người đến khắp nơi đều thương. Một hôm anh đi ngang qua một sự quán thắng bốc anh chợt nghe. Xa xa nơi bên hát sâu của đoàn người mắt xuống gương họ reo. Tự dưng anh Alibaba mà vào nhà người ta dắt xe đạp ra, hóa ra là anh Alibaba đi ăn trộm mà. Bà mới đang hát. Bà mới gọi cái gì? Bắt cho bác con vịt. Đang hát lại bảo bắt vịt, mệt quá. Bà mới. Dạ. Bắt cho bác con bò. Lại bắt bò. Bà mới. Dạ. Bắt cho bác con chó. Cứ lại bắt chó. Bà mới. Dạ. Bắt cho bác con lợn. Lại bắt lợn. Bơ mới. Thôi, không có ơi miếc gì nhá. Cái bác hàng xóm nhà anh thấy anh dễ tính, bắt anh chạy, bắt hết con nọ đến con kia chạy nhiều. Tụt bố nó cả quần rồi. Cười cái gì? Thấy người ta tụt quần thì cười. Vô duyên. Đố các em anh tên là gì? Bơ mới. Đang đố lại gọi thì còn đố làm gì nữa, quá mệt. Thôi anh giới thiệu luôn, anh tên là Văn Sình Tiên Bơm. Đừng có cười, Văn Sình Tiên Bơm tức là Văn Bầm Tiên Sinh. Trông thế này thôi nhưng mà rất là kinh, cái gì anh cũng biết luôn. Năm vừa rồi ở đây ai học sinh giỏi giơ tay? Năm vừa rồi ai được bố mẹ mua quần áo mới giơ tay? Năm vừa rồi ai được giấy khen giơ tay? Năm vừa rồi ai là học sinh giỏi nhất? Năm vừa rồi ai là học sinh xuất nhất? Không sao, vẫn nhiều bạn giơ tay không sao cả. Không học dốt thì làm sao tự dưng học giỏi được. Đầu tiên mình phải học dốt đã thì sau mình mới học giỏi chứ. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Nguyễn Văn Bầm. Hôm nay anh hẹn một người bạn rất thân của anh. Anh này ở một nơi rất xa. Tít tận cung trăng cơ. Các em biết bạn anh tên là gì không? Anh này hay nói dối cực. Anh này ngồi trên lưng trâu thổi sáo vi vu. Tên là gì? Sao các em ở đây cứ như kiểu biết trước ấy nhở? Giỏi thế thì biết bạn anh tên là Quậy. Nhưng mà anh Quậy phải một cái tội rất chi là buồn cười. Hẹn 7 giờ mà toàn 8 giờ mới đến thôi. Theo các em thì đến muộn là tốt hay xấu? 7 giờ vào lớp rồi mà 6 rưỡi mẹ gọi vẫn chưa thèm dậy đánh răng rửa mặt. 7 giờ vào lớp rồi chưa
chịu mặc quần áo, 7 giờ vào lớp rồi mà vẫn chưa chịu uống sữa với ăn bánh mì để vào lớp thì như thế là tốt hay xấu? Mình không chơi với những người đi muộn, mình không chơi với những người xấu tính. Chính vì vậy là mình quyết định đi ngủ. Anh Quậy đến, đừng bảo anh đến trước nhá. Mà khi nào anh ấy đến mình ê một phát cho những người nói dối là ê nhiều mũi nó dài tận rốn đấy. Nhớ ê nhá. Chỗ này lui ra để đi ngủ. Tắt nhạc, tắt nhạc. Ui, đông thế. Chào. Cái gì, cái gì? À, mọi người bị tê răng ấy hả? Làm sao ấy? Từ chưa gì, chưa gặp nhau gì mà cứ tê tê cái gì? Xin chào. Hả? Không có ngủ mê, ngủ miếc gì hết. Này, các bạn nam đâu giơ tay? Yes. Các bạn nữ đâu giơ tay? Yes. Các bạn nam a à, to một tiếng xem nào. 2, 3. Nghe các bạn nữ đây này. Các bạn nữ 2, 3. Tôi tuyên bố các bạn nữ thắng cuộc. A à, phải thế mới là A à nhá. Nam thua chưa? Làm lại nhá. Các bạn nam 2, 3. Tôi tuyên bố các bạn nữ thua cuộc. Thua chưa? Thế bây giờ phải làm lại cái cho nó to rõ ràng chứ. Các bạn nữ 2, 3. Nam thua rồi. Nam công nhận thua chưa? Các bạn nam đâu giơ tay? Thua chưa? Mình làm quả này choáng váng luôn này. Tất cả nhá. Các bạn nam 2, 3. Các bạn nữ 2, 3. Nam 2, 3. Cả nam cả nữ 2, 3. Tất cả vỗ tay. Nhớ về nhá, bảo các bậc phụ huynh với các thầy cô là mua thuốc kháng sinh nhất trời này. A à, to như thế viêm họng cả lượt. Anh xin tự giới thiệu, anh là Nguyễn Văn Quậy. Nhà anh ở tiếp trên cung trăng kìa. Năm nào cũng thế, vào ngày này giờ này anh hẹn gặp một người bạn ở đây, xem qua một năm phấn đấu học tập rèn luyện như thế nào. Đặc biệt là xem việc thực hiện ước mơ mong muốn của mình ra làm sao. Các em, anh ấy tên là anh Nguyễn Văn Bẩm. Anh này phải cái tật rất hay đi muộn. Hẹn 7 giờ toàn 8 giờ mới đến. Theo các em đến muộn là tốt hay xấu? Ê người đến muộn. 2, 3. Này, sao lại chỉ anh? Nhầm không? Ê người đến muộn. 2, 3. Này nhầm mà. Anh Bẩm đến chưa? Trật tự. Tại sao ở đây mọi người lại nuôi cả bò nhỉ? Ai đây? Ai đây? Ô anh Bẩm đến rồi à? Bẩm ơi! Bẩm! Ôi, ai gọi đấy? Bẩm! Ôi dồi ôi! Dồi ôi! Ôi dồi ôi! Bẩm! Quậy! Bẩm! Trời ơi, nhớ cậu quá, Quậy ơi, cậu đi. Cậu làm sao đấy? Cậu đi đâu ấy? Mơ! Quậy! Mơ! Này! Cậu bị làm sao đấy? Sao cậu không mở mắt làm sao nhìn thấy tớ? Cậu biết thừa tớ bị cái tật xúc động, hễ chuẩn bị ôm ai, mắt tớ cứ nhắm thịt cả vào. Bơm! Quậy! Bơm! Mở mắt ra! Bơm! Quậy! Mở mắt ra! Ba quậy đấy rồi đấy. Mùi gì nhỉ? Các em ơi, anh ngửi thấy mùi mắm ruốc. Anh ngửi thấy mùi mít chín. Mắm ruốc. Mắm gì mít chín? Tắm chưa? Tắm rồi. Tắm bao giờ? Tháng trước ấy thôi. Các em ơi, vệ sinh thân thể là một điều cực kỳ quan trọng. Vậy mà tắm từ tháng trước, sạch hay bẩn? Sạch hay bẩn? Ê người ở bẩn, 2, 3.
Thấy chưa? Chả làm sao cả, thông cảm, tắm không vấn đề gì cả. Không tắm cũng không sao, nhà anh mất nước đấy, chuyện bình thường. Còn cậu ấy, tớ làm sao ấy, cậu đi bằng cái gì mà sao lâu ấy? Là như này nhá, từ trên mặt trăng xuống trái đất, tớ đi bằng máy bay là cái chắc. Không, mặt trăng xuống trái đất, tớ đi bằng tàu vũ trụ. Yên, mặt trăng xuống trái đất, tớ đi bằng tên lửa. Chưa kịp nói gì, mặt trăng xuống trái đất, tớ đi bằng đĩa bay laser. Biết thừa rồi, đĩa bay laser. Này các em ơi, chưa nói mà cứ nhảy vào họng thế này là không đúng đâu đấy. Từ mặt trăng xuống trái đất, tớ đi bằng xe buýt. Trời ơi à, các em ơi, có ai tin được từ mặt trăng xuống trái đất đi bằng xe buýt không? Tức là xong đây tớ với các bạn là có thể lên chơi với cậu được á? Ừ. Giá vé đắt không? 5.000 một lượt. 5.000 một lượt. Ui, em nào muốn đi chơi cùng trăng với anh không? Giơ tay lên, trời ơi, cho tôi xin cái đèn vào đây, tôi xem bao nhiêu bạn đồng ý đi với tôi nào. Đâu, 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 ui, trời ơi, đúng rồi. Hay quá. Ui trời ơi. Đâu rồi? Được rồi, giữ nguyên tay. Mỗi em lộp cho anh 50. Sao lại 50? Sao lại làm thế? Thế không lộp tiền thì lấy đâu ra tiền mà đi? Không được nói chuyện tiền bạc với các bạn. Ai muốn đi, giơ tay. Bỏ hết tay xuống. Này nhá, nghe đây này. Muốn đi chơi ấy là phải xin phép ông bà, cha mẹ hay thầy cô. Xin phép cô, thầy phụ trách. Bạn bè rủ đi thế là đi ngay không được đâu. Thôi cậu đứng vào đây để tớ giới thiệu bạn tớ này. Đâu? Đây đây đây, đứng vào đây. Em ơi, quay cái này là quay gì đấy? Là chim ở đâu? Nha, chú ý. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là anh Nguyễn Văn Bầm. Chị ạ. Một người bạn rất thân của anh. Chính xác. Anh ấy là một người rất đẹp trai. Chính xác. Nhưng không đẹp trai bằng anh. Rất chính xác. Ở đây. Nhầm à, nhầm à. Anh ấy là một người rất mạnh khỏe. Chính xác. Nhưng không mạnh khỏe bằng anh. Rất chính xác. Ôi. Anh ấy là một người học rất giỏi. Quá đúng. Nhưng mà rốt hơn anh. Rất đúng. Ôi. Cậu bị làm sao ấy? Làm sao? Toàn nhận phần hơn về mình thôi. Thế chả cậu học rốt là gì? Này, ngày xưa chỉ có bờm bố, bờm cụ với bờm ông là học rốt thôi. Bờm anh hơi bị thông minh đấy các em ạ. À. Thông minh mà có vẻ về bờm. Vẻ như nào? Vẻ học rốt đấy. Cậu tự đọc xem nào. Ôi dồi, các em biết vẻ về bờm không? Vỗ tay theo nhịp nha, vỗ tay theo nhịp. Anh bờm, bạn trong kia lấy một ít quà. Quà, ủa ôi. Bạn nào vỗ tay theo nhịp mà nhiệt tình thì mình sẽ tặng quà. Vỗ tay theo nhịp nha. Được chưa? Đây rồi. Ôi, quà nhiều quá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nhận quà chưa? Chỗ này thế nào? Các bậc phụ huynh ở ngoài nhá. Các bậc phụ huynh ở ngoài là nhiệt tình tôi tặng quà luôn. Thật đấy. Yeah. Ôi giời ơi, quà kìa. Quá nhiều quà. Chuẩn bị. Vé về bầm bắt đầu. Giơ cao tay lên, vỗ tay phía trên, vỗ tay thật đều, vỗ tay thật đẹp. Ở phía đằng sau bà con đang xem, giơ tay lên vỗ đi nào. Thằng bầm yeah, thằng bầm. Này này, tắt nhạc, tắt nhạc. Sao sao tự dưng lại đang chơi với nhau thế này, cậu lại gọi tớ là thằng. Cô giáo bảo đang chơi với bạn mà lại gọi là thằng này mới cả con kia, như thế là không lịch sự. Nhưng mà không phải là không lịch sự, mà đây tớ nói là các em có gọi bản thân của mình là thằng này với con kia không? Không, không. Trừ không. Lúc không chơi với nhau thôi. Không, không. Bình nhưng thường mà gọi thế là tớ không chơi đâu. Đây ai bảo gọi thế con lâu mới được nhận quà. Đây không phải là, đây không phải là tớ gọi mất lịch sự, mà là các cụ đặt như thế. Các cụ gọi thế á? Ừ. Phải không các em? À thôi, các cụ thì được. Được, nào. Rồi. Thằng bầm, thằng bầm, vỗ quà đi này. Thằng bầm, thằng bầm, yeah. Để tạm đấy. Đấy, cả bạn, các bạn đây nữa này, đấy. Quà xịn thế nhờ. Trời ơi. Ngồi im tại chỗ, ai mà đứng là người đấy không có quà. Vỗ tay cơ mà, vỗ tay cơ mà. Đấy.
có cái quạt trần. Thôi thôi, tắt nhạc. Cậu bị làm sao ấy? Sao? Ngày xưa làm gì có điện mà có quạt trần. Ừ nhỉ. Quạt gì? Quạt gì, quạt gì? Thằng bầm, thằng bầm có cái quạt mò. Phú ông xin đổi ba bò chín voi. Thôi thôi bầm thôi. Rằng bầm. Thôi thôi thôi. Cậu toàn đọc ba lắc nhăng thôi. Ở nhà làm gì có voi. Nhà tớ bé thế có con voi vào nó dẫm cả nhà chết tôi. Chín gì? Chín gì? Phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bầm nhắc đây. Bầm rằng bầm chẳng lấy trâu. Phú ông xin đổi ao sâu cá mập. Này này thôi. Bầm thôi. Cá mập sống ở đâu các em? Ao mà có cá mập thì nó ăn thịt cả cá. Cá mình đang nuôi trong ao à? Cá gì? Phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Yeah. Bầm răng bầm chẳng lấy mè. Phú ông xin đổi ba bè gỗ mục. Thôi. Gỗ mục thì còn gọi gì là gỗ? Ai lại dùng gỗ mục làm gì? Cậu bị làm sao đấy? Gỗ gì các em? Gỗ gì? Ê, lên đây, lên 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 lên. Gỗ lim đúng không? Gỗ lim. Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim. Bầm răng bầm chẳng lấy lim. Phú ông xin đổi một con chim lợn. Thôi thôi, tôi đi về đây. Đi đâu đây, đi đâu tôi đây? Tôi đi về đây. Sao lại đi về? Thôi 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 thôi. Tự dưng lại gọi chim lợn. Bố tớ bảo chim lợn kêu ở đâu là ở đấy có ma đấy. Ủa ôi. Thôi thôi, tớ sợ lắm, đừng gọi chim lợn. Thế chim lợn kêu thế nào? Ui, bố tớ bảo chim lợn kêu ở đâu là ở đấy kiểu gì có người bị làm sao. Yeah. Chim lợn kêu là vào lúc trời không trăng không sao, xòe bàn tay ra còn không thấy ngón dài ngón ngắn, bỗng ở trên không trung xuất hiện một con chim lợn nó kêu. Thôi, đấy là con gì các em? Chim lợn nó kêu thế này. Vào những đêm không trăng không sao. Thôi, được cả nữa. Ngoài trời tối đen như mực. Ôi. Giơ bàn tay không thấy ngón dài ngón ngắn. Ôi. Bỗng trên không trung xuất hiện chim lợn kêu. Thôi 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 thôi, đừng gọi chim lợn nữa, thật sợ lắm. Đừng gọi chim lợn nữa, thật sợ lắm, thật sợ lắm, đừng gọi chim lợn nữa, thật sợ lắm. Ý, ta bảo đừng gọi, con chim lợn nó bay vào đậu lên người rồi đấy. Này các em ơi, lười học cho nên sợ chim lợn. Bây giờ nếu anh ấy hỏi là có chim lợn không, mình cứ bảo là có chim lợn cho anh ấy đỡ lười học đi nhá. Này, các em ơi, cô có phải có con chim lợn nó vừa bay ở đây đậu vào vai anh không? Cô có phải không? Ui, sao con này to thế nhở? Này chưa, đừng có lười học nữa. Tớ không lười. Đã bảo ngày xưa chỉ có bầm bố, bầm cụ với cả bầm ông thôi. Tớ học giỏi mà. Học giỏi. Kiểm tra kiến thức luôn đi. Kiểm tra kiến thức. Được. Đứng lùi ra đây. Ôi, đừng bạn nào nhắc. Toán học. 1+1 bằng mấy? Đấy. Bằng mấy? Bằng 2. 2+2 bằng mấy? 2+2 bằng 4. 4+1 là 5. 5+5 là 10. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé Hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan. Chủ nhật cả là điều khen vì bé không đái dầm. Không đái dầm khỏi phải giặt quần áo. Ôi, bơ vơ. Ôi. Đáng hát. Làm sao ấy, đang toán đố lại sang đái dầm là thế nào? Các bạn không nhớ à, cô giáo bảo học toán với cả học những môn nào khó, mình kết hợp với âm nhạc kiểu gì cũng rất là dễ thuộc. Thôi, có vẻ toán tính hơi giỏi. Bây giờ, các em ơi, mình sẽ chuyển sang toán đố nhá. Ai giỏi toán đố giơ tay. Yes. Toán đố, bắt đầu. Thôi, 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 thôi. Này các em ơi, quá dễ. Tưởng là đố cái gì, đố con này là con gì thì anh biết rồi. Cái con mà như thế gọi là con cung quăng, con lung cung quăng. Con này chuyên môn bắt cho cá vàng ăn đấy. Câu đố bắt đầu. Ôi trời, thôi, 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 thôi. Con này quá dễ, con gì đây? Ai cũng biết đây là con rắn tiếng Anh gọi là slack, slack, slack. Con rắn tiếng Anh là gì? Con rắn tiếng Anh là slack, cái này, con rắn này như này là
là hình con rắn này, tay mình sờ vào nách bên này cái là nhớ nhớ ngay, học tiếng Anh là con rắn là sờ lách, sờ lách, sờ lách. Đúng hay sai các em? Con rắn tiếng Anh là snake. Sờ lách đấy. Không phải, sai rồi. Nhưng đấy không phải là câu đố, bây giờ mới là câu đố, vừa rồi tớ chỉ tạo dáng thôi. Thế à? Câu đố bắt đầu. Vỗ tay mới đố chứ. Vỗ to nữa lên. Câu đố bắt đầu. Mình đỏ như lửa, mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Ai gọi cứu hỏa có ngay là xe cứu hỏa. Đố cậu là gì? Chứ bao giờ anh thấy câu đố lại khó kiểu này. Lại này, lại đi, tớ nghe lại lần nữa đâu. Thế nhỉ? Để tặng bạn nào vỗ tay đây này. Âm nhạc. Nhưng mà phải ngồi cơ, phải ngồi cơ. Mình đỏ như lửa, mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Ai gọi cứu hỏa có ngay là xe cứu hỏa. Đố cậu là gì? Đừng ai nói. Đố đoán đi. Nhưng mà ở đây mà tôi chỉ trao cho người nào mà bậc phụ huynh vỗ tay, chứ cứ xem ở ngoài như đúng rồi. Toàn các cháu ở trong vỗ tay, cứ bạn nào vỗ tay tôi trao quà. Đứng ở ngoài rõ ràng là xem mà như không tham gia vào câu chuyện. Nghe đây. Thế thì còn lâu. Câu đố là không cần phải hỏi. Lên đây. Quá dễ. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Ai gọi cứu hỏa có ngay đáp án là xe cứu thương. Đúng hay sai? Các em giơ tay phải lên. Giơ bàn tay kiểu này chĩa thẳng vào phía anh Bờm nhá. 2, 3. Ê thật dài thật to. 2, 3. Này không không đúng là xe cứu thương hay là cái gì? Là xe. To lên là xe. Đứng còn lâu mới có quà. Cứ phải ngồi đúng chỗ cơ mới có cơ hội nhận quà. Là xe cứu hỏa ngốc ạ. Chơi bẩn. Chơi bẩn gì? Chơi kiểu đố lại có lời giải luôn ở đấy thì tìm lời giải đến bao giờ? Đố phải cho người ta đi tìm lời giải chứ đố một cái giải luôn thế gọi gì là đố? Rõ ràng người ta đố không giải được là do mình chứ. Làm gì có câu đố nào là vừa đố vừa giải. Đố phải cho tớ đi tìm lời giải chứ cậu đố cậu giải luôn thì tớ tìm thế nào được. Câu này không tính. Tính không các em? Tính không? Không tính các em ơi. Được rồi, sẽ đố câu khác. À. Nhưng mà như vậy là mình thắng 1-0. À, ai cổ vũ cho anh quậy giơ tay ấy. Cảm ơn các em, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy mọi người cổ vũ. Này, có biết đây bao nhiêu đội không? Đây, Hòa Hòa Bình ngồi đâu các em ơi? Được rồi. Thanh Hóa ngồi đâu? Hòa Bình này, Thanh Hóa này, Tuyên Quang ngồi đâu? Ai cổ vũ anh Bòm? Để tôi xem đội nào cổ vũ tôi. Lại quà rồi trơn gian thế. Ai cổ vũ anh? Ô thế này lúc nãy anh tưởng có mỗi một mình là Hòa Bình cổ vũ anh thôi. Thế này đồng phết nhỉ. Mình xin tự giới thiệu nhá. Mình đến từ Tuyên Quang cho nên Tuyên Quang ở đâu? Đây rồi, đây rồi. Bình tĩnh. Bạn nào ngồi nhỉ? Đây rồi. Hòa Bình đâu? Đây rồi, tặng Hòa Bình. Đây là đâu? Hả? Rồi. Ai cổ vũ anh? Được rồi, đấy. Nhiều phết đấy, tự nhiên còn hiệu quả lắm. Yên tâm. Bây giờ anh hỏi lại. Ai cổ vũ anh quậy? Giơ tay. Rất nhiều người. Cổ vũ đi, cứ cổ vũ đi. Đây, chỗ này là của tôi. Ý là cổ vũ. Ai cổ vũ anh quậy? Giơ tay. Rồi, con quà này là của anh Bầm. Ai cổ vũ anh Bầm? Giơ tay. Ôi trời, thế không được rồi, chơi cả đôi thế này không chơi rồi. Không chơi. Bây giờ rồi. Như này nhá. Vừa rồi rõ ràng là anh Bầm đã thua một keo rồi. Đấy là khởi động, ở đâu chẳng có phần thi khởi động. Bây giờ sẽ là câu đố chính thức. Chính thức đi.
trên một chuyến xe khách. Xe khách à? Từ Hà Nội về Thanh Hóa. Thanh Hóa là xe khách à? Xe khách. Xe khách từ nhá. Từ Hà Nội về Thanh Hóa trên xe có 4 người. 4 người trên một chuyến xe khách từ Hà Nội về Thanh Hóa, trên xe có 4 người, một lái xe, một phụ xe, một bà già và một đứa trẻ con. Đúng, đúng rồi, đúng 4 người rồi. Đúng cái gì? Sao khẳng định là một bà già và một đứa trẻ con? Tớ quen mà, tớ biết mà, tớ nghe tớ biết mà. Trên một chuyến xe khách từ Hà Nội về Thanh Hóa, trên xe có 4 người. 4 người. Xe đi đến cầu Chui. Xe cầu Chui. Hai người lên, hai người xuống. Hai vẫn còn 4 người. Xe đi đến bến xe nước ngầm, hai người xuống, hai người lên. Vẫn còn 4 người. Xe đi đến Pháp Vân cầu Rẽ, hai người lên, hai người xuống. Vẫn còn 4 người. Xe đi đến Ninh Bình, hai người xuống, hai người lên. Vẫn còn 4 người. Xe đi đến Bỉm Sơn, hai người lên, hai người xuống. Vẫn còn 4 người. Xe đi đến Lèn, hai người xuống, một người lên. Vẫn còn 4 người. À, 5 người, 5 người, 5 người. Hai người xuống, một người lên. À, ba người, ba người. Xe đi đến, đi vòng một tí nha. Xe đi đến Sầm Sơn, hai người lên, hai người xuống. Vẫn còn 3 người. Xe đi đến Thanh Hóa. Hỏi. Không phải hỏi. Hỏi trên xe còn bao nhiêu người gì? Trên xe còn 3 người. Hỏi. Hỏi cái gì? Xe dừng bao nhiêu lần? Đi chơi mà đoạn. Sao càng ngày chơi càng bẩn đấy nhỉ? Bẩn gì mà bẩn. Ta đang tính còn bao nhiêu người, tự dưng hỏi dừng bao nhiêu chỗ, thế còn bố nào biết được. Đừng nói là xe dừng 7 lần nhé. Đừng nói. Ai ủng hộ anh? Đừng nói xe dừng 7 lần. Chạy ra khỏi chỗ còn lâu. Xe dừng mấy lần? Trời, xe dừng mấy lần, xe dừng mấy lần? Mấy? Mấy lần? 7 lần. Hỏi bác Dũng, cục trẻ em đây này. Bác Dũng đâu? Đây, bác ngồi thứ ba đấy. Đấy, bác đang cười. Xe dừng mấy lần bác Dũng? Đúng rồi, các cháu nó bảo 7 lần là đúng đấy. Tặng quà cho bác. Ôi dồi ôi, không có quà này. Xe dừng mấy lần? 7 lần. 4 người rồi đấy. Mấy lần? 7 lần. Thôi. Xe dừng mấy lần? 7 lần. 6 người trả lời rồi đấy. Xe dừng mấy lần? 7 lần. Xe dừng mấy lần? 7 lần ạ. Hỏi 8 người rồi. Xe dừng mấy lần? 7 lần ạ. Trời ơi, giàn thế gì. Xe dừng mấy lần? 7 lần. Có đáp án rồi. Đúng rồi, đúng 10 người. Có đáp án rồi. Trời ơi, giàn. Cái chuyến xe khách đi từ Hà Nội về Thanh Hóa mà xe dừng tất cả là xem nào. Trên xe còn 3 người. À. Trên xe còn 3 người. Rồi. Xe dừng 70 lần. Đúng. Tại sao lại 70 lần? 10 bạn nhắc. 10 cả bạn bác nhắc. Dũng nữa. Ừ. Mỗi người nhắc là 7 lần. 17, 70 mà mình phải chắc ăn như thế đấy, đúng chưa? Đúng hay sai các em? Sai thế nào đâu? 2, 3, xe dừng 7 lần nhá. 2, 3. Đều vào. 2, 3. Xe dừng 7 lần, ngốc ơi. Còn lâu tớ mới ngốc, chẳng qua là tớ cẩn thận thôi. À. Tớ gộp tất cả mọi người vào. Chứ tớ biết thừa là dừng 7 lần, nhưng mà mình chắc ăn. Ai cũng đều nhắc như thế, 10 người nhắc mình phải cộng vào 17, 70 là gì? Thế mới gọi là thua. Còn lâu ấy, tớ cũng đố cậu đấy. Ôi, các em ơi, này đố theo các em, ai sẽ là người chiến thắng? Anh Quậy hay anh Bơm? Quậy hay Bơm? Thấy chưa? Đố đi. Các em ủng hộ ai? Ủng hộ anh Quậy hay anh Bầm? Câu này anh đố anh Quậy và đố luôn cả các em. Nghe cho kỹ đây. Trên một chuyến xe khách đi từ Hà Nội về Thanh Hóa, trên xe gồm này, có này, bạn... này, 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 này. Thanh Hóa đố rồi. Về chỗ khác đi.
trên một chuyến xe khách đi từ Hà Nội về Vĩnh Lộc. Ở đây là ở đâu? Ở đây là ở đâu? Đúng rồi. Trên một chuyến xe khách đi từ Hà Nội về đến Vĩnh Lộc. Rồi. Trên xe có hai người. Chỉ có hai người thôi. Cho đỡ lằng nhằng. Từ từ. Một lái xe và một phụ xe à? Các em ơi, đây là copy bài của anh, cho nên các em giúp anh đếm số lần xe dừng nhá. Nhớ nhá, ví dụ anh ấy bảo là đến cầu Chui dừng một lần thì các em dừng, thì các em hô một lần. Ví dụ đến Pháp Vân cầu Rẽ thì các em hô hai lần nhá. Giúp anh. Ok. Rồi. Ok. Đây. Tất nhiên. Này. Đây, nói đi. Trên này còn quà nhiều lắm mà, tặng bà nào ủng hộ đi. Được rồi, ai ủng hộ anh? Hạ tay xuống và chỉ hô 1, 2, 3, 4 lần kiểu thế thôi. Đừng cho anh Bờm anh biết. Đố đi. Câu đố bắt đầu. Tôi đã sẵn sàng. Trên một chuyến xe khách đi từ Hà Nội về Vĩnh Lộc, trên xe có hai người. Xe đi đến Giáp Bát. Một người lên, một người xuống. Xe đi đến bến xe nước ngầm. Một người xuống, một người lên. Quá chuẩn. Xe đi đến Phú Xuyên, một người lên, một người xuống. Cười cái gì? Đố thoải mái. Xe đi đến Hà Nam, một người xuống, một người lên. Xe đi đến Ninh Bình, một người lên, một người xuống. Xe đi đến Tam Điệp, một người xuống, một người lên. Xe đi đến Thanh Hóa, một người lên, một người xuống. Xe đi đến Vĩnh Lộc, tất cả xuống hết. Hỏi. Hỏi trên xe còn bao nhiêu lần, trên xe không còn, trên xe còn bao nhiêu người, xe không còn người nào, ngốc ơi. Không, hỏi. Bao nhiêu lần? Mấy, chính xác. Cả ở Vĩnh Lộc là bao nhiêu? Tám đúng không? Hỏi. Chuẩn không? Từ từ. Hơi tí. Mấy lần? Chuẩn không? Ok, thank you. Okay. Ông Jay, yes. Hỏi xe dừng bao nhiêu lần? Xe dừng 8 lần, ngốc ơi. Hỏi cái gì? Bác lái xe bao nhiêu tuổi? Chưa bẩn nét nhờ. Đây mới gọi là chưa bẩn này. Này, cầm quà hỏi bác Dũng đi. Lần này thì bác ấy chịu là cái chắc. Hỏi hết đi, nhiều quà lắm. Chứng tỏ các em ở đây giỏi thật ấy. Chưa cần hỏi đã giơ tay trả lời nữa. Bác lái xe bao nhiêu tuổi đây? Từ từ nhá, chờ anh lấy quà. Mang cả hộp ấy ra. Đúng rồi, cô mang cả hộp ra đi. Bê đây đi. Cho anh nhanh lên. Đúng rồi, cô chú đi đâu? Theo đây, chú Thanh bê này. Đúng rồi đấy. Trời lần ơi. Này là phải tặng hết đây này. Tặng hết, nhiều quà quá. Góc bên này này. Góc bên này như không có trẻ em hay sao ấy. Người lớn cũng không quan tâm thì thôi, mình vào góc giữa. Chờ anh quay lại. Bác lái xe bao nhiêu tuổi? Nói cho anh bao nhiêu tuổi? 80. Bao nhiêu? 80 ạ. Bác lái xe 80 tuổi. 80 tuổi người ta gọi là cụ lái xe rồi. Nhưng mà có tặng quà không? Tặng quà. Bao nhiêu tuổi? Đâu? Bao nhiêu tuổi? 30 tuổi. Bao nhiêu? 30. Tại sao lại 30 tuổi? Bà này hay nhỉ? Tại sao lại 30 tuổi? Tại vì bố... Bố bảo thế. Bố bảo thế? Bố đằng sau xui à? Bố xui. Đề nghị bạn đấy không được tặng quà mà tặng bố bạn ấy. Rồi, cầm đưa cho bố. Rồi. Tặng đúng hay sai? 30 tuổi. 30 tuổi, gần đúng rồi. Chỗ này nhanh lên. Đâu? Đâu? Bao nhiêu tuổi? Đây có một bạn rất xinh này. Thế thì tặng quà luôn đi, không phải hỏi. Mệt quá. Cái anh cuội này phải cái tội rất mê gái. Đang lúng túng. Thế bạn ấy xinh nghe là được. Cái gì đây? Hạ hết tay xuống. Rồi. Ai muốn trả lời giơ tay. Rồi. Bạn lái xe bao nhiêu tuổi? 30 tuổi. Từ từ. Bạn tên là gì? Nói đi. Con người tên là An. An à, bác lái xe bao nhiêu tuổi?
31 tuổi. 31 tuổi. Trời ơi, bạn này, bạn tên là gì nhỉ? Bạn An. Học lớp mấy rồi? Lớp mấy? 3. Lớp 3. Trời ơi, tại sao bạn lại có thể nói giỏi thế nhỉ? 31 tuổi. Đúng. Tặng quà đi. Tặng quà. Trời ơi, bạn. Bạn ấy ở chỗ khu vực nào, trường nào đấy? Ở đâu? Tuyên Quang à? Ở Vĩnh Long. Úi trời ơi, vỗ tay đi. Đáp án 31 tuổi. Sai bét. Sao thế? Đâu? Anh muốn đi xuống quá nhưng mà không có đường. Cái gì? Nói lại cái gì? Mọi người trật tự. Gì? Cháu khàn cổ rồi. Khàn cổ rồi à? Khàn cổ, giữa khàn cổ, tặng quà. Những ai khàn cổ rồi? Khàn hết luôn. Cổ thế chứ. Bác lái xe bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 34 tuổi. 34. Vì sao lại 34? Ừ. Vì sao? 3, 2, 1. Vì bạn ấy đoán mò. Đúng bác không? Bác lái xe bao nhiêu tuổi? Qua. Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 28. Bao nhiêu lần tiến lên đấy? 28. Bao nhiêu tuổi? 28. Vì sao lại 28? Vì có một người lái, một người phụ, 8 lần xuống. Một người lái, một người phụ, 8 lần xuống, đáp án 28. Bạn ấy tên là gì? Bây giờ phỏng vấn ngay. Khổ thiết. Ôi, bạn này phải nói. Tên là gì? Tiến lên đấy, nhanh lên. Phùng ạ. Bùng. Sao lại tên là Bùng? Tên là gì? Phùng. 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 À, bạn học lớp mấy rồi bạn Phùng? Lớp mấy? Lớp 8 ạ. Phùng lớp 8. Phùng lớp 8 mà dừng 8 lần. Mà lại xe có hai người, một người lên, một người xuống, dừng 8 lần. Đáp án là 28. Bạn này sẽ phải nói là bạn suy luận giỏi thật đấy. Tặng mấy quà? Tặng 2 lần quà luôn. Rồi ôi, tặng Phùng luôn 2 quà. Rồi, cho cả người bên cạnh. Rồi. 28 tuổi. Sai bét. Sao lại thế nhỉ? Có hỏi một chú công an không? Hỏi chú công an đi. Các em đứng không bao giờ có. Điều đấy là chắc chắn. Phải có nguyên tắc. Nguyên tắc của chương trình. Ngồi lùi vào, không đúng chỗ. Càng di chuyển không được. Bạn này không bao giờ có. Đúng rồi, bạn tên là gì? Bạn tên là Ngọc. Ngọc à? À, bác lái xe bao nhiêu tuổi? Bác lái xe 8 tuổi. Bác lái xe 8 tuổi? Chính xác, vì bác lái xe đấy là lái xe gỗ ở nhà. Tặng quà bạn Ngọc đi. Tặng đúng quà rồi. Luôn. Không thể chấp nhận được điều này rồi. Sao lại đoán ít thế nhỉ các bạn? Đây đoán ít thế nhỉ? Sao có đoán xung quanh 30 thì thế nào nhỉ? Bác lái xe 30 tuổi. Sai. 31 tuổi. Sai. 28 tuổi. Sai. 80 tuổi. Sai. Bác lái xe bao nhiêu tuổi? Bác lái xe 54 tuổi. Tại sao lại 54 tuổi? Vì bác lái xe là bố tớ. Chỉ có tớ mới biết bố tớ bao nhiêu tuổi thôi. Đây gọi là siêu ăn gian. Siêu ăn gian luôn. Làm gì có chuyện này, mang bố ra để đố thế à? Thế hai bố con tớ về quê à. Cứ bố tớ xuống ăn kem thì tớ ngồi trên xe. Bố tớ xuống hút thuốc thì tớ ngồi trên xe. Bố tớ xuống uống nước chè thì tớ ngồi trên xe. Tớ đi tè thì bố tớ lại ngồi trên xe. Thế có phải một người lên một người xuống không? Ăn gian. Ăn gian gì? Kem công nhận lại anh Bầm ăn gian không? Giơ tay lên. Nốt lần này xong rồi mình tặng nốt quà. Nhưng mà đừng nói à. Đừng nói cho các bạn biết. Để xem bạn nào nhiệt tình mới tặng nhá. Đừng nói. Giơ tay chĩa thẳng vào phía anh Bờm. Cái gì đấy? 1, 2, 3 ăn gian. 2, 3. Chơi bẩn đấy. Chĩa vào người ta lại bảo ăn gian. Ai bảo mang bố ra để đố thế? Nhưng mà hai bố con tớ về quê trên chuyến ô tô đấy còn gì nữa. Thôi tóm lại đừng có lấp liếm làm gì. Hãy chăm học đi, đừng học dốt nữa. Đã bảo là không học dốt. Năm vừa rồi tớ còn lên lớp được nhận bằng khen của tỉnh à, nói đấy. Lên lớp luôn. Cả nhà tớ hôm vừa rồi do tớ học giỏi, bố tớ cho tớ đi nghỉ mát ở Cửa Lùa đấy. Cửa Lùa? Ừ. Cửa Lùa là ở đâu? Nghệ An đấy. Ở đây ai đi Cửa Lùa rồi giơ tay. Đấy, rất nhiều bạn đi Cửa Lùa. Không phải Cửa Lùa.
Chả cửa lua. Mà là cửa lo. Thế à? Thế tại bố tớ toàn bảo mẹ tớ là con học giỏi vào mình cho các con đi nghỉ mát ở cửa lùa. Cửa lo. Thế à? Chắc chắn học giỏi không? Các bạn, ai học giỏi giơ tay. Chắc chắn học giỏi không? Chắc không? Vỗ tay cho những người học giỏi. Không như anh Quậy. Này. Toàn khuôn lỏi láo cá mới cả hay nói dối. Tớ không nói dối các em ơi. Ngày xưa đúng là anh hay nói dối thật. Nhưng sau đó anh phát hiện ra khi mình nói dối là ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè không tin tưởng mình. Này, ở đây không ai nói... Ở đây có em nào nói dối không? Không, không, không. Đấy, có ai không, nói dối đâu. Kể cả tớ, tớ bây giờ cũng không nói dối nữa. Thế rồi. Cậu, cậu năm 10 giờ có lên lớp không? Có. Cậu, cậu học ở đâu? Trường tiểu học Mặt Trăng. Cậu học ở đấy có đông học sinh không? Có. Bao nhiêu? Tớ với cả 4 con trâu. Người học với trâu? Thì trên đấy thì phải có bạn chơi chứ. Thế ai mà dạy được cái lớp đấy? Đấy là chị Hằng. Chị Hằng dạy cả người lẫn trâu? Không phải. Châu chỉ đứng bên ngoài gặm cỏ, tớ học ở trong. Cậu nói tớ chả tin được. Năm vừa rồi cậu có được học sinh giỏi không? Tớ năm nào chẳng được lên lớp. Mà thôi, đùa với các bạn thế là đủ rồi đấy. À, được quan rồi. Quan trọng ấy là năm nào mình cũng đến đây. Đúng rồi. Để xem chúng ta có những ước mơ gì và thực hiện ước mơ đấy như thế nào. Trời ơi, ước mơ ai cũng có. Đúng. Tớ cũng có ước mơ. Ở đây các em có ước mơ không? Nếu mà con người sống ra, sống trên cuộc đời này khi sinh ra và lớn lên không có ước mơ thì sống bằng thừa. Chúng ta tất cả mọi người đều có ước mơ, có hoài bão. Nhưng chắc chắn rồi, không phải bạn nào cũng có đầy đủ điều kiện và niềm đam mê để theo đuổi ước mơ của mình. Nào các bạn, đương nhiên rồi, chúng ta đến đây từ rất nhiều các tỉnh thành trong toàn quốc. Chúng ta trong cuộc sống sẽ gặp những khó khăn. Chúng ta muốn thực hiện ước mơ, chúng ta đến với xứ sở thần tiên. Bây giờ anh muốn tất cả các em hô thật to, xứ sở thần tiên chính là tên chương trình của chúng mình nhá. Mỗi năm chúng ta được gặp nhau một lần như thế này thật tuyệt vời. Nào, chuẩn bị mang quà ra đây để tôi tặng. Quà đâu? 2, 3, xứ sở thần tiên nhá. 2, 3, xứ sở thần tiên nhá. Chuẩn bị. 2, 3. Quá tuyệt vời, xứ sở thần tiên xong, hai tay các bạn giơ lên đông thật lâu nha. 2, 3. 2, 3. Các bạn thân mến, và chúng ta có một ngôi nhà luôn luôn bên cạnh chúng ta với những người vô cùng thân thiết. Đó chính là gì? Good Neighbor. Đấy chính là GNI. Mọi người hô to GNI thật to nào. 2, 3. To nữa anh Lộc, xem các bạn nào hô to. Ai hô to anh được tặng quà. À khoan đã, anh Quậy. Ở đây rất nhiều bạn ước mơ sẽ được lên cung trăng. Trong khi đó anh Quậy ở trên cung trăng suốt cả đời. Ở đây ai ước mơ sau này sẽ trở thành phi hành gia để lên mặt trăng. Đấy yeah. Anh Quậy, anh có ước mơ gì? Ước mơ của anh Quậy là gì? Chắc anh ấy muốn xuống trái đất để sống với chúng mình đấy. Không. Tôi có một ước mơ nhỏ nhỏ. Luôn luôn được sống bên cạnh những người thân yêu. Luôn luôn được cha mẹ quan tâm. Luôn luôn được thầy cô và bạn bè giúp đỡ. Luôn luôn được mọi người yêu thương. Anh tin rằng rất nhiều bạn cũng có mơ ước giống anh. Luôn luôn được gần những người thân yêu của mình và được mọi người yêu thương. Ai có mơ ước giống anh? Giơ tay! Ồ, thế sao anh Quậy mơ ước khác anh ấy nhở? GNI nhá! 2, 3! To đều lên! 2, 3! Chương trình của chúng ta là xứ sở gì? 2, 3! 2, 3. Nhạc to lên. Vỗ tay theo nhịp. Đàn tay theo anh nha. Làm giống anh nào. Đẩy ta, đẩy ta. Ta không được lắc mông người đang ngồi. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn GNI đã cho chúng tôi có mặt ở đây tại một chương trình rất tuyệt vời. Xin cảm ơn Good Neighbor. Xin cảm ơn GNI. Xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành.
Mỗi năm chúng ta được gặp nhau một lần. Và tôi cũng rất mong muốn là tổ chức GNI sẽ còn có nhiều những hoạt động ý nghĩa như thế này nữa, để cho rất nhiều các bạn nhỏ ở khắp nơi được có một không khí thật tuyệt vời, được có tình cảm của mọi người, và điều quan trọng là chúng ta có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Tất cả mọi người, một lần nữa dành một tràng vỗ tay thật lớn cho GNI. Vỗ tay to lên nào. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để cảm ơn anh Bơm và anh Cuội nào. Các em gặp anh Bơm và anh Cuội ở xứ sở thần tiên, các em đã được cười thả ga chưa? Rồi, chúng mình cảm ơn một lần nữa, một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Bơm Cuội cười thả ga.